Giữa cuộc chiến Đông Âu, Nga tuyên bố đã biết nhiều lính đánh thuê Thụy Điển chiến đấu cho Ukraine. Sĩ quan Ukraine lo Nga sắp chiếm được hàng loạt phòng tuyến quan trọng. Bộ Quốc phòng Nga nói Ukraine đã mất hơn 8 vạn binh sĩ từ tháng 1. Một số đồng minh thân thiết nhất cũng đã chỉ trích mạnh mẽ Israel. Ông Trump nói có thể tiến hành đợt trục xuất người di cư lớn nhất lịch sử Mỹ. Cụ thể ra sao? Cập nhật thương vong trận động đất mạnh nhất 25 năm ở đảo Đài Loan Chào mừng quý vị đến với chương trình tin quốc tế Thưa quý vị, Bộ Ngoại giao Nga vừa nói với Sputnik rằng Moscow đã biết về sự tham gia của lính đánh thuê thủy Điển giúp sức Ukraine trong cuộc xung đột vào tuần trước theo sputnik news người phát ngôn bộ ngoại giao thụy điển thomas vannex nói với hãng thông tấn ria novosti rằng đại sứ quán ukraine ở stockholm có thể tuyển dụng người thụy điển tham gia chiến sự vì điều đó không vi phạm luật pháp quốc tế khi được yêu cầu bình luận về những tuyên bố trên bộ ngoại giao nga nói với sputnik phía nga đã biết về sự tham gia của lính đánh thuê nước ngoài bao gồm thụy điển chiến đấu cho kiev trong xung đột bộ ngoại giao nga nói thêm Việc thủy Điển xúi dục thêm nhiều công dân đi đến vùng chiến sự theo cách này cho thấy Stockholm hoàn toàn thờ ơ với số phận của chính công dân nước mình. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga cũng lên tiếng, chúng tôi thống kê được tổng số lính đánh thuê thủy Điển trên lãnh thổ Ukraine lên tới 90 người, trong đó 25 người đã thiệt mạng. Hiện Stockholm chưa phản hồi các tuyên bố mới của các cơ quan Nga. Thưa quý vị, gần đây, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đưa ra cảnh báo nghiêm trọng Ông cho biết trừ khi được Mỹ hỗ trợ quân sự thêm hàng tỷ đô la, thì lực lượng Ukraine sẽ không thể cầm cự và phải rút lui từng bước nhỏ. Ông cũng cảnh báo một số thành phố lớn có thể có nguy cơ thất thủ. Theo tờ Politico, nỗi lo ngại này hoàn toàn thực tế và Ukraine đang đối mặt với nguy hiểm trùng trùng. Theo Politico, những cảnh báo của ông Zelensky là một phần trong nỗ lực ngoại giao rộng rãi nhằm thuyết phục phương Tây gửi thêm khí tài cho Kiev. Lực lượng Ukraine có nhu cầu bức thiết với mọi thứ, từ đạn pháo 155 ly đến hệ thống phòng không Patriot và cả máy bay không người lái. Nhưng sự thật là ngay cả khi gói viện trợ được Quốc hội Hoa Kỳ thông qua, nguồn tiếp tế khổng lồ vẫn không đủ để giúp Kiev lật ngược thế cờ. Tờ Politico viết, nếu Kiev gặp một thất bại như vậy, đặc biệt là giữa các chiến dịch bầu cử ở Mỹ và châu Âu, rất có thể phương Tây sẽ phải chịu áp lực lớn khi đó Điện Kremlin sẽ có lợi thế nếu muốn thúc đẩy đàm phán với các điều kiện do Moscow đặt ra. Về cơ bản, mọi thứ bây giờ phụ thuộc vào nơi nga sẽ tập trung sức mạnh để tấn công trong mùa hè này. Gần đây, trên khắp lãnh thổ rộng lớn của Ukraine, từ Kharkiv và Sumy ở phía bắc đến Odessa ở phía nam, tất cả đã hứng chịu các đợt tấn công UAV mạnh hơn của nga. The Politico cho rằng đó có lẽ là bước chuẩn bị cho cuộc tiến công bộ binh. Và theo các sĩ quan quân đội cấp cao Ukraine từng phục vụ dưới quyền tướng Valery Zaluzny, cựu tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, thì bức tranh toàn cảnh thật ảm đạm với Kiev hiện nay. Các sĩ quan này nói với Politico, có nguy cơ rất lớn là tiền tuyến sẽ sụp đổ ở bất cứ nơi nào mà Nga quyết định tập trung tấn công. Hơn nữa, nhờ Nga có quân số lớn hơn nhiều Ukraine và đang tăng cường sử dụng bom lượng lợi hại, nên phía Kiev lo rằng Nga có thể sẽ giành chiến thắng ở nhiều phòng tuyến từ mùa hè này không gì có thể giúp Ukraine bây giờ vì không có công nghệ thực sự nào có thể bù đắp cho tình trạng Ukraine thiếu hụt binh lực và hỏa lực. Một trong những nguồn tin quân sự hàng đầu Ukraine nói với Politico với điều kiện giấu tên. Theo ông, giờ đây chỉ có sự can đảm và kiên cường của Ukraine, cũng như sai sót của các chỉ huy Nga mới có thể làm thay đổi tình thế nghiệt ngã. Ukraine cho rằng Moscow vẫn có khả năng mắc sai lầm, tạo điều kiện cho Kiev lợi dụng tình thế. Chẳng hạn như vào thứ Bảy tuần trước, phía Ukraine nói, Nga đã tiến hành một trong những cuộc tấn công bằng xe tăng lớn nhất vào các vị trí của Ukraine ở miền Đông. Tuy nhiên, Lữ đoàn 25, một đơn vị tấn công đường không, đã mai phục và loại bỏ hàng chục xe tăng cùng với 8 xe chiến đấu bộ binh của Nga. Dù vậy, các quan chức cấp cao Ukraine lưu ý rằng việc cầu mong Nga mắc sai lầm không phải là một chiến lược. Mặt khác, các quan chức Ukraine cũng nói khí tài của phương Tây bàn giao quá chậm nên hoàn toàn không thể phát huy tác dụng như kỳ vọng. Một sĩ quan Ukraine nói rằng, tướng Zaluzny thường nói rằng quân Ukraine đối mặt với cuộc chiến cơ hội. Nếu chúng tôi bỏ lỡ thời cơ thì mọi cố gắng sẽ trở nên vô ích, một phần do Nga thích nghi nhanh và có thể vô hiệu hóa vũ khí mới do phương Tây cung cấp. Ví dụ, chúng tôi đã sử dụng thành công tên lửa hành trình Storm Shadow và Scalp do Anh và Pháp cung cấp, nhưng chúng chỉ hiệu quả trong một thời gian ngắn. Người Nga luôn học tập và rút kinh nghiệm. Họ không cho chúng tôi cơ hội thứ hai. Ông nói thêm, Đừng tin rằng Nga chỉ tận dụng lợi thế quân số. Dĩ nhiên, Nga đã hy sinh lượng lớn binh sĩ để tiến công, nhưng cùng lúc họ cũng học hỏi và cải tiến. Các sĩ quan cho biết tên lửa chống tăng vác vai do Anh và Mỹ cung cấp trong những tuần đầu tiên của cuộc xung đột đã đến chiến trường kịp thời giúp bảo vệ thủ đô Kiev. Và hệ thống pháo HIMARS cũng vậy, chúng đã được sử dụng rất hiệu quả, giúp đẩy quân Nga ra khỏi Kherson vào tháng 11 năm 2022. Tuy nhiên, những khí tài như F-16 đã được bàn giao chậm chạp và làm đảo lộn các tính toán của Ukraine. Một sĩ quan Ukraine cho biết, Nga đang tính toán những vị trí tốt nhất để triển khai hệ thống radar và tên lửa S-400, sẵn sàng chống lại F-16 khi chúng xuất hiện ở Ukraine. Vì vậy, sĩ quan giấu tên cho biết, F-16 hiện nay không thể phát huy tác dụng mạnh mẽ giống như kỳ vọng ban đầu là chúng được giao vào năm 2023. Các sĩ quan cũng cho biết, Ukraine cần nhiều vũ khí truyền thống hơn, cũng như cần có thêm máy bay không người lái chúng tôi cần lựu pháo và tên lửa, một trong các sĩ quan nói với Politico. Ông ước tính rằng Ukraine cần 4 triệu quả đạn pháo và 2 triệu máy bay không người lái. Chúng tôi luôn nói với các đối tác phương Tây rằng chúng tôi có kinh nghiệm chiến đấu, chúng tôi có hiểu biết về chiến trường, nhưng chúng tôi cần phương Tây giúp đỡ về nguồn lực. Một sĩ quan khác cảnh báo, Nga hiện đang tích lũy các nguồn lực và sẽ sẵn sàng tiến hành một cuộc tấn công lớn vào khoảng tháng 8 hoặc có thể sớm hơn. Thưa quý vị, hai nhà ngoại giao châu Âu nói với tờ Politico rằng, người đứng đầu NATO Jens Stoltenberg sẽ đề xuất thành lập một quỹ trị giá 100 tỷ đô la Mỹ trong 5 năm để giúp sức Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. Ông Stoltenberg dự kiến sẽ nêu vấn đề này trong cuộc gặp các ngoại trưởng NATO vào thứ Tư ngày 3 tháng 4. Gói hỗ trợ tài chính này sẽ là một phần trong sáng kiến rộng lớn hơn nhằm khuyến khích các đồng minh NATO hỗ trợ Kiev vì gói viện trợ quân sự trị giá 60 tỷ đô la Mỹ của Mỹ vẫn đang đình trệ tại Quốc hội, tờ Politico cho biết. Theo nguồn tin, ông Stoltenberg sẽ đề xuất 32 nước thành viên NATO đóng góp xây dựng quỹ trị giá 100 tỷ đô la Mỹ. Tỷ lệ đóng góp của mỗi nước sẽ dựa trên tổng thu nhập quốc dân. NATO cũng đang thảo luận về cách khối liên minh có thể thay Hoa Kỳ điều phối việc vận chuyển vũ khí tới Ukraine, tờ Politico đưa tin. Theo các nhà ngoại giao, các nước NATO đang hy vọng hoàn thiện các chi tiết của những đề xuất nói trên, trước khi tổ chức hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo NATO tại Washington vào tháng 7. Trong diễn biến khác, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu hôm 2 tháng 4 cho biết lực lượng Ukraine đã mất hơn 80.000 quân kể từ đầu năm. Đồng thời, ông nói thêm rằng quân đội Nga đang tiếp tục làm giảm tiềm năng chiến đấu của đối phương. RT đưa tin, trong cuộc họp với các sĩ quan quân đội Nga, tướng Shogu cho biết, hơn 14.000 thiết bị quân sự của Ukraine đã bị lực lượng Nga phá hủy kể từ tháng 1 năm 2024, bao gồm 1.200 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác. Trong cùng thời gian đó, ông Shogu nói, Moscow đã giải phóng khoảng 403 km vuông lãnh thổ ông nói bất chấp việc kiev không thành công trên chiến trường giới lãnh đạo ukraine vẫn đang cố gắng thuyết phục các nhà tài trợ phương tây cung cấp thêm viện trợ cho rằng kiev vẫn còn khả năng chống lại quân đội nga bộ trưởng shoigu cáo buộc kiev đã sử dụng biện pháp cực đoan và tiến hành tấn công tầm xa vào lãnh thổ nga như một nỗ lực tuyệt vọng để làm suy yếu quân nga và cố gắng cho phương tây thấy được các bước tiến mới bộ trưởng quốc phòng nga nói tiếp các lực lượng vũ trang của chúng tôi đã phản ứng mạnh mẽ trước hành vi tấn công cực đoan của ukraine Ông nói thêm, chỉ riêng trong tháng 3 vừa qua, quân đội Nga đã thực hiện 190 cuộc tập kích chính xác vào Ukraine nhằm vào các cơ sở hạ tầng quân sự và năng lượng của nước này. Hiện Kiev chưa bình luận về các tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Nga. Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken đã gặp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Pháp tại Paris hôm 2 tháng 4 và nhấn mạnh Washington muốn thắt chặt hợp tác với châu Âu trong việc hỗ trợ Ukraine. Reuters đưa tin, ông Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sébastien Lecourneau đã gặp nhau tại nơi đặt hệ thống phòng thủ Nestor ở Paris. Tại đây, hai quan chức đã xem xét các thiết bị quân sự và đạn dược mà Pháp đã gửi đến Ukraine. Ông Blinken nhấn mạnh, số lượng thiết bị quân sự mà Pháp và châu Âu đã cung cấp cho Ukraine là rất quan trọng. Nhưng ông nói thêm, Ukraine đang đứng trước một thời điểm quan trọng và cần có thêm nguồn lực. Ngoại trưởng Blinken dự kiến vừa gặp Ngoại trưởng Pháp Stéphane Sejon và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trước khi tới Brussels tham dự cuộc họp cấp bộ trưởng NATO hôm nay 3 tháng 4. Bộ Quốc phòng Nga hôm nay cho biết số lượng người ký hợp đồng gia nhập lực lượng vũ trang Nga đã tăng đáng kể sau khi xảy ra vụ tấn công kinh hoàng ở buổi hòa nhạc gần thủ đô Moscow hồi tháng trước. Theo Reuters, Bộ Quốc phòng Nga ngày 3 tháng 4 cho biết, hơn 100.000 người đã ký hợp đồng với quân đội kể từ đầu năm, bao gồm khoảng 16.000 người đăng ký chỉ trong 10 ngày qua. Trong các cuộc phỏng vấn được thực hiện trong tuần qua tại các điểm tuyển chọn ở các thành phố của Nga, hầu hết các ứng viên đều bày tỏ mong muốn hành động, đòi lại công bằng cho những người thiệt mạng trong thảm kịch xảy ra vào ngày 22 tháng 3 năm 2024 ở vùng thủ đô Moscow. Nga cho rằng những kẻ tấn công có liên quan đến Ukraine. Phía Kiev đã nhiều lần phủ nhận và Mỹ bác bỏ cáo buộc của Moscow là vô nghĩa. Tổng thống Litva hôm 2 tháng 4 cho rằng, mục tiêu các nước NATO chi tiêu 2% GDP cho quốc phòng là không đủ trong tình hình hiện nay. Reuters cho hay Tổng thống Litva, ông Gitanas Nauseda đã nói rằng, mục tiêu khuyến khích các quốc gia thành viên NATO chi 2% GDP cho quốc phòng, nhìn chung là không đủ trong môi trường địa chính trị hiện nay. Ông Noseda nói trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte ở Vilnius rằng 2% là con số quá nhỏ và không phù hợp trong tình hình địa chính trị hiện giờ. Về phần mình, ông Rutte, Thủ tướng sắp mãn nhiệm của Hà Lan và là ứng cử viên cho vị trí Tổng thư ký NATO, đã tái khẳng định sự ủng hộ của đất nước ông đối với Ukraine. Ông cho biết, Hà Lan đã cung cấp hơn 2 tỷ euro hỗ trợ quân sự cho Kiev trong năm nay. Ông nói thêm các lực lượng Hà Lan sẽ tiến hành một cuộc tập trận ở Litva vào mùa hè này, trong đó có triển khai đơn vị phòng không Patriot. Việc này khiến Moscow chú ý vì hai nước NATO đã đưa hệ thống tên lửa phòng không đến gần biên giới Nga. Một số đồng minh thân cận nhất của Israel đã lên án vụ tấn công của nước này ở Gaza hôm 1 tháng 4, khiến 7 nhân viên cứu trợ thiệt mạng. Theo Sky News, ba người Anh nằm trong số các tình nguyện viên của tổ chức cứu trợ bếp ăn trung tâm thế giới đã thiệt mạng ở Gaza trong vụ anh kích ngày 1 tháng 4. Ngoài ra, công dân Ba Lan và Úc cùng một người mang hai quốc tịch Canada, Mỹ và một người Palestine cũng qua đời trong vụ việc bi thảm. Một quan chức cấp cao của chính phủ Canada cho biết Đại sứ quán Canada và các quốc gia khác sẽ đưa ra lời khiển trách ngoại giao chính thức tới Bộ Ngoại giao Israel về vụ tập kích khủng khiếp này. Song song đó, Thủ tướng Úc Anthony Albanese cho biết ông phẫn nộ trước thảm kịch và bày tỏ sự tức giận và lo ngại với chính quyền Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Trong khi đó, Thủ tướng Anh Rishi Sunak đã nói với Thủ tướng Israel về sự kinh hoàng khi hay tin vụ tấn công, vì luận đột yêu cầu một cuộc điều tra minh bạch Người phát ngôn Liên Hợp Quốc Stefan Dujaric cho biết vụ việc 7 người thiệt mạng là kết quả không thể tránh khỏi khi cuộc chiến diễn ra trong hoàn cảnh như hiện nay. Nó thể hiện sự coi thường luật nhân đạo quốc tế, ông nói thêm. Tại Washington, Tổng thống Joe Biden cho rằng vụ việc thật bi thảm và Israel đã không làm đủ để bảo vệ dân thường. Ông nói, Mỹ đã nhiều lần kêu gọi Israel cần đảm bảo an toàn cho các hoạt động nhân đạo trong lúc chiến đấu với Hamas. Trong khi đó, tư lệnh quân đội Israel, trung tướng Hezi Halavi cho biết, cuộc tấn công ngày 1 tháng 4 là một sai lầm, do Israel xác định sai vào ban đêm trong điều kiện rất phức tạp. Thủ tướng Netanyahu cũng thừa nhận đây là một cuộc tấn công ngoài ý muốn vào những người vô tội. Vì Israel đã xin lỗi, nhưng chưa thể làm xoa dịu phản ứng tức giận của cộng đồng quốc tế. Theo Sky News, các nước đồng minh thân cận nhất với Tel Aviv như Mỹ, Anh, Úc, Canada đều đã bày tỏ phản đối bạo lực tràn lan do cuộc chiến của Israel gây ra ở Gaza. Thưa quý vị, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng, ông John Kirby, vào hôm nay cho biết vấn đề ứng dụng TikTok đã được thảo luận trong cuộc điện đàm giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào thứ Ba ngày 2 tháng 4. Đây là lần đầu tiên hai nhà lãnh đạo đối thoại với nhau sau nhiều tháng. <laughs> Ông John Kirby cho biết, Tổng thống Biden đã nêu lên mối lo ngại của Hoa Kỳ về quyền sở hữu ứng dụng TikTok và lo ngại quyền riêng tư của người dùng Mỹ bị xâm phạm. Phía đại diện TikTok đã bác bỏ những lo ngại này. Vào tháng 3, Hạ viện Hoa Kỳ đã bỏ phiếu thông qua dự luật yêu cầu ByteDance, công ty Trung Quốc sở hữu TikTok, có khoảng 6 tháng để bán tài sản của ứng dụng này tại Hoa Kỳ, nếu không sẽ phải đối mặt với lệnh cấm. Dự luật nêu Mỹ hành động như vậy vì lý do lo ngại an ninh quốc gia hiện dự luật vẫn chờ Thượng viện xem xét. Tổng thống Biden cho biết nếu Thượng viện cũng thông qua, ông sẽ ký ban hành luật đó. Ngoài ra, đài NHK cho hay, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng đã thảo luận về Đài Loan và các vấn đề khác trong cuộc điện đàm ngày 2 tháng 4. Đây là cuộc đối thoại đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo kể từ cuộc gặp thượng đỉnh ở gần San Francisco vào tháng 11 năm ngoái. Nhà trắng cho biết hai nhà lãnh đạo đã có cuộc thảo luận thẳng thắn và mang tính xây dựng về một loạt vấn đề song phương, vấn đề khu vực và toàn cầu, bao gồm cả các lĩnh vực hợp tác và các lĩnh vực khác biệt. Nhà trắng cũng cho biết ông Biden nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan. Trong khi đó, Bộ ngoại giao Trung Quốc cho biết, chủ tịch tập nhấn mạnh rằng vấn đề Đài Loan là ranh giới đỏ đầu tiên không được vượt qua trong quan hệ Trung Mỹ. Sau cuộc điện đàm của các nhà lãnh đạo Mỹ Trung, Bộ Tài chính Hoa Kỳ thông báo rằng Bộ trưởng Janet Yellen sẽ thăm Trung Quốc từ hôm nay ngày 3 tháng 4 đến ngày 9 tháng 4. Và theo anh HK, một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết, Ngoại trưởng Antony Blinken cũng có kế hoạch tới thăm Trung Quốc trong những tuần tới. Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby nói với các phóng viên, Mỹ tin rằng không có cách nào thay thế được việc liên lạc thường xuyên ở cấp lãnh đạo để quản lý hiệu quả mối quan hệ song phương của Washington với Bắc Kinh. Thưa quý vị, cựu tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 2 tháng 4 cho biết, ông có thể tiến hành đợt trục xuất người di cư lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ nếu như có thể trở lại Nhà Trắng sau cuộc bầu cử vào tháng 11 năm nay. Phát biểu tại một cuộc vận động tranh cử ở Green Bay, bang Wisconsin hôm 2 tháng 4, cựu tổng thống Trump tuyên bố sẽ ngăn chặn điều mà ông nói là cuộc xâm lược của các tù nhân, bệnh nhân tâm thần và những phần tử cực đoan đi qua biên giới miền Nam Mỹ. Theo Reuters, ông Trump ám chỉ làn sóng người nhập cư từ Mexico đến Hoa Kỳ, một vấn đề gây tranh cãi dữ dội trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay. Ông Trump còn nói rằng những người di cư sẽ mang theo điều tồi tệ nhất của mọi quốc gia khác đến Hoa Kỳ. Theo Reuters, trong các bài phát biểu, ông Trump thường xuyên tuyên bố rằng những người nhập cư vượt biên trái phép đến Mỹ là những phạm nhân hoặc cựu phạm nhân. Ông nói, làn sóng di cư đang thúc đẩy tình trạng tội phạm gia tăng ở Hoa Kỳ. Nhà Trắng chưa đưa ra bình luận về phát biểu của ông Trump. Tổng thống đắc cử Indonesia ông Prabowo Subianto vào hôm 3 tháng 4 đã nói với Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida rằng ông muốn hợp tác kinh tế và an ninh sâu sắc hơn với Nhật Bản. Theo Reuters, trong chuyến thăm Tokyo, ông Prabowo nói với Thủ tướng Kishida rằng hai nước Indonesia và Nhật Bản đã xây dựng một mối quan hệ hợp tác bền vững và trong tương lai tôi muốn củng cố điều đó. Ông Prabowo trước đây nói rằng, quốc gia đông dân thứ tư trên thế giới là Indonesia đã cam kết thực hiện chính sách không liên kết. Ông đã đến thăm Nhật Bản sau khi đến Trung Quốc vào hôm 1 tháng 4. Đây là chuyến đi nước ngoài đầu tiên của ông kể từ khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Indonesia vào tháng 2. Cả Tokyo và Bắc Kinh đều đang đẩy mạnh hợp tác với các quốc gia Đông Nam Á, nền kinh tế lớn của khu vực. Vừa qua tại Tokyo, ông Prabowo cũng đã gặp Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Minoru Kihara ông Prabowo sẽ chính thức nhậm chức tổng thống Indonesia vào tháng 10. Trước đó, trong các chiến dịch bầu cử, ông Prabowo nhiều lần cam kết tiếp tục tôn trọng các chính sách được lòng dân của tổng thống sắp mãn nhiệm Joko Widodo, bao gồm dự án di dời thủ đô. Ông Prabowo cũng dự kiến sẽ tiếp tục các chính sách tài nguyên thiên nhiên quan trọng, tập trung vào thúc đẩy Indonesia phát triển chế biến trong nước, thay vì xuất khẩu nguyên liệu thô. Trong thập kỷ lãnh đạo của mình, ông Widodo đã củng cố mối quan hệ với Nhật Bản để thu hút đầu tư và đạt được tiến bộ rõ rệt trong việc phát triển cơ sở hạ tầng chung, bao gồm xây dựng cảng nước sâu và tàu điện ngầm MRT Jakarta. Thưa quý vị, sáng nay 3 tháng 4, trận động đất lớn nhất trong 25 năm ở Đài Loan đã khiến ít nhất 7 người thiệt mạng và hơn 700 người khác bị thương. Động đất còn làm sập nhà, gây mất điện và dẫn đến sạt lở ở huyện Hoa Liên của đảo Đài Loan. Trận động đất 7,7 độ Richter xảy ra vào lúc 7 giờ 58 phút sáng ngày 3 tháng 4 tại thành phố Hoa Liên thuộc bờ biển phía đông của đảo Đài Loan, làm hư hại nhiều tòa nhà cao tầng và khiến một số người dân mắc kẹt trong các công trình bị ảnh hưởng. Các đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy, đội cứu hộ đã cố gắng đưa trẻ em ra khỏi những ngôi nhà bị sập. Một tòa nhà 5 tầng ở Hoa Liên cũng bị hư hại nặng nề, một tầng đã bị sập và tòa nhà dường như đã bị nghiêng một góc 45 độ. Bên cạnh đó, nhiều phương tiện bị mắc kẹt trong đường hầm Dajianzhu, các tuyến xe lửa cũng bị ảnh hưởng, nhiều trường học cơ quan cũng phải đóng cửa. Theo truyền thông ở Đài Loan, đây là trận động đất mạnh nhất ở hòn đảo trong 25 năm qua, sau trận động đất 7,6 độ khiến 2.400 người thiệt mạng năm 1999, và trận động đất 6,9 độ lật đổ các tòa nhà và khiến một đoàn tàu trợt bánh vào năm 2022. Cơ quan giám sát động đất đã cảnh báo về những dư chấn có thể xảy ra với cường độ khá mạnh ở Đài Loan từ nay đến tuần sau. Cơ quan khảo sát địa chất Hoa Kỳ cho biết, tâm chấn của trận động đất cách Hoa Liên 18 km về phía nam ở độ sâu 34,8 km. Đảo Đài Loan nằm dọc theo vành đai lửa Thái Bình Dương. Đường đứt gãy địa chấn bao quanh đại dương này nơi xảy ra hầu hết các trận động đất trên thế giới. Trong khi đó, cơ quan địa chấn Philippines đã ban bố, sau đó dỡ bỏ cảnh báo sóng thần đối với các khu vực ven biển Thái Bình Dương. Nhật Bản cũng có động thái tương tự ở tỉnh miền nam Okinawa. Mỹ hôm 2 tháng 4 đã mở một tuyến đường mới để cho phép các tàu nhỏ di chuyển rời khỏi cảng Baltimore, nơi xảy ra vụ sập cầu nghiêm trọng. Theo Reuters, dù đã có tuyến đường thay thế để rời cảng Baltimore, nhưng hầu hết hoạt động vận chuyển thương mại vẫn bị tắt nghẽn. Một nhóm bao gồm lực lượng tuần duyên Hoa Kỳ, lục quân Hoa Kỳ và viên chức ở tiểu bang Maryland thông báo rằng các đội cứu hộ đã dọn sạch một con kênh có độ sâu 4,3 mét để cho các phương tiện đi qua. Kênh chính đã bị chặn kể từ khi tàu container chở đầy hàng hóa có tên Dali bị mất điện và đâm vào cột đỡ của cầu Francis Scott Key cách đây một tuần, khiến 6 công nhân thiệt mạng. Cầu cao tốc đã đổ sập xuống sông Patapsco. Hiện giờ, các tàu nhỏ có thể rời cảng thông qua dòng kênh sâu 4,5 mét. Trong khi đó, thống đốc bang Maryland, ông Westmore cho biết, các tàu lớn thì chỉ có thể di chuyển qua dòng kênh có độ sâu ít nhất 11 mét. Những cơn bão có sức tàn phá khủng khiếp đã quét qua nhiều tiểu bang Mỹ trên khắp thung lũng Ohio và Tennessee, gây thiệt hại trên diện rộng và khiến người dân không khỏi lo ngại nhiều khu vực ở ohio kentucky và indiana phải đối mặt với những rủi ro nghiêm trọng có thể xảy ra lốc xoáy ở trung tâm kentucky và tennessee bên cạnh đó tình hình thời tiết khắc nghiệt được cảnh báo sẽ kéo dài từ bờ vịnh đến vùng ngũ hồ các trận bão đã gây ra thiệt hại đáng kể làm mất điện gây hư hỏng cấu trúc các tòa nhà cây cối bật gốc và làm cho nhiều đường cao tốc bị đóng cửa may mắn không có trường hợp tử vong nào được ghi nhận theo cbs news ngoài ra dưới chiếc cảnh báo lũ lụt có thể xảy ra ở Pittsburgh kèm theo gió lớn và mưa đá có thể xảy ra gây hỏng hóc các thiết bị điện và có khả năng làm mất điện ở khu vực này bên cạnh đó bang Maryland cũng có thể sẽ phải đón nhận những cơn bão lớn kèm theo mưa đá và sấm sét dữ dội thưa quý vị cuộc đình công của các bác sĩ ở Kenya nhằm kêu gọi cải thiện tiền lương và điều kiện làm việc vẫn đang tiếp diễn và hiện đã bước sang tuần thứ ba Điều này đang gây ra cuộc khủng hoảng sức khỏe đối với những bệnh nhân dễ bị tổn thương, theo Reuters. Công đoàn bác sĩ, dược sĩ và nha sĩ Kenya, đại diện cho hơn 7.000 thành viên, đã tổ chức đình công quy mô toàn quốc từ ngày 15 tháng 3 để yêu cầu chính phủ thanh toán nợ lương và tuyển dụng ngay lập tức các bác sĩ thực tập. Công đoàn cho biết khoản nợ này phát sinh từ một thỏa thuận đàm phán tập thể đạt được vào năm 2017, sau cuộc đình công kéo dài 100 ngày dẫn đến cái chết của hàng chục người do thiếu chăm sóc y tế. Hiện nay trên khắp Kenya, bệnh nhân tại nhiều bệnh viện công đang chờ được điều trị trong vô vọng. Tại Matare, một khu ổ chuột ở thủ đô Nairobi, người phụ nữ tên Jane Akot đã chia sẻ kết quả khám bệnh của con gái mình với Reuters. Cô bé Beatrice Akini được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vào năm ngoái và dự kiến sẽ phẫu thuật vào hôm 2 tháng 4. Tuy nhiên, bệnh viện đã từ chối và yêu cầu hai mẹ con quay lại vào hôm sau. Tình trạng của cô bé Akini không phải là duy nhất. Nhân viên cộng đồng Bernadetta Kameme cho biết, nhiều người đang phải đấu tranh để nhận được dịch vụ y tế cần thiết. Người này bày tỏ rằng, điều duy nhất mà họ có thể làm hiện tại là an ủi các bệnh nhân trong khi đợi cuộc đình công của các bác sĩ kết thúc. Theo thông tin từ Bộ Y tế Hàn Quốc hôm 2 tháng 4, người nước ngoài và người Hàn Quốc định cư ở nước ngoài chỉ có thể đủ điều kiện nhận bảo hiểm y tế nhà nước với tư cách là người phụ thuộc nếu họ cư trú ở Hàn Quốc ít nhất 6 tháng. Quy định siết chặt này có hiệu lực từ ngày 3 tháng 4, được đưa ra trước nhiều trường hợp người nước ngoài được cho là đã lợi dụng hệ thống bảo hiểm y tế của quốc gia. Các phương tiện truyền thông cho biết, một số người nước ngoài làm việc tại Hàn Quốc đã đăng ký anh chị em và những người thân khác là người phụ thuộc và sắp xếp các chuyến thăm tạm thời đến Hàn Quốc để điều trị y tế. Tư cách người phụ thuộc trong trường hợp này là người được thụ hưởng các quyền lợi của chương trình bảo hiểm y tế nhà nước thông qua một người đăng ký chính, thường là người lao động tại quốc gia này. Cụ thể, người phụ thuộc có thể là vợ chồng, con cái hoặc người thân được đăng ký dưới một người đăng ký chính và họ có thể được hưởng bảo hiểm y tế theo quyền lợi của người đăng ký chính. Trước đây, tất cả người nước ngoài có thể đăng ký thành viên gia đình của họ làm người phụ thuộc để được hưởng chương trình bảo hiểm y tế công cộng dành cho lao động khi đáp ứng các tiêu chí cụ thể, chẳng hạn như thu nhập và tài sản. Mặt khác, cũng có ý kiến chỉ trích liên quan đến tính công bằng của chương trình bảo hiểm y tế công cộng dành cho những người đăng ký độc lập là người nước ngoài. Họ không phụ thuộc vào ai mà vẫn phải cư trú tại Hàn Quốc ít nhất 6 tháng để đủ điều kiện. Trong chính sách mới đề cập đến các đối tượng không bị ảnh hưởng, gồm vợ chồng và con cái dưới 19 tuổi, những cá nhân có thị thực thuộc loại D2, D4, 3, E9 và F6, cũng như những người đã thường trú, vẫn có thể được coi là người phụ thuộc mà không cần điều kiện lưu trú 6 tháng. Tính đến năm 2022, số người nước ngoài đăng ký bảo hiểm y tế công cộng ở Hàn Quốc lên tới 1,32 triệu người, trong đó công dân Trung Quốc chiếm 52%. Người dân ở thủ đô Tokyo của Nhật Bản và nhiều khách du lịch đã đổ xô tới công viên gần Hoàng Cung để ngắm hàng cây hoa anh đào nở rộ. Khung cảnh mùa xuân gây choáng ngợp, nhưng nhiều người e ngại thời tiết sắp mưa có thể làm hoa rụng mất. Mùa hoa anh đào ở Tokyo năm nay bắt đầu từ ngày 29 tháng 3 là mùa hoa muộn nhất trong 10 năm qua do bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ thấp của tháng 3. Mỗi dịp hoa nở, người dân Nhật Bản thường đến công viên, ngồi dưới gốc cây anh đào để ngắm hoa, ca hát và uống rượu. Nhưng do thời tiết xấu, dự báo đang đến gần, nên nhiều người đã tranh thủ đi ngắm hoa ngay khi có thể. Ông Akira Kamo và vợ Kinuyo đã từ Hiroshima đến Tokyo để có thể thỏa sức ngắm những cây anh đào đang nở rộ. Họ hẹn nhau vào năm sau sẽ quay lại Tokyo khi mùa hoa nở. Thưa quý vị, một chú gấu Aiden có tên Tupac đã được đưa về môi trường sống tự nhiên bằng trực thăng, kết thúc nhiều tháng chờ đợi tại vườn thú ở thủ đô Quito, Ecuador. Con vật này lần đầu được phát hiện vào tháng 2 năm 2023, sau khi ăn thịt nhiều gia súc ở tỉnh Imbabura, phía bắc Ecuador. Thời điểm đó, nó được đeo một dây cổ theo dõi và được chuyển đến một khu vực xa xôi. Nhưng chỉ vài tháng sau, vào tháng 12 cùng năm, nông dân địa phương cho biết con gấu đã di chuyển đến gần các ngôi làng ở lưu vực thượng nguồn sông Biscay. Một nhóm của chính phủ và quỹ Condor Andino sau đó bắt giữ Tupac và đưa nó đến vườn thú Quito. Trong 3 tháng ở đây, các bác sĩ thú y đã cách ly nó tránh xa mọi tiếp xúc với con người và tiến hành kiểm tra y tế. Sau khi đeo cho nó một dây cổ theo dõi, Tupac đã sẵn sàng được trở lại tự nhiên. Các bác sĩ thú y của vườn thú đã yêu cầu chuyển Tupac bằng trực thăng đến khu vực miền núi xa khu dân cư để đảm bảo kỹ năng sinh tồn của nó trong tự nhiên. Chiếc trực thăng do Bộ Môi trường, Nước và Chuyển đổi sinh thái Ecuador cung cấp đã đưa con gấu đến công viên quốc gia Cayambe Coca. Vườn thú hy vọng câu chuyện của Tupac sẽ giúp nâng cao nhận thức về những mối đe dọa mà loài gấu Aiden đang phải đối mặt, khi môi trường sống của chúng đang bị đe dọa bởi sự gia tăng dân số và hoạt động nông nghiệp. Gấu Aiden hay còn gọi là gấu đeo kính, thường sống ở các vùng núi của một số quốc gia Nam Mỹ như Bolivia, Ecuador và Peru. Đến đây chương trình tin quốc tế xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở những chương trình tiếp theo.